À, bữa nay cả nhà mình ăn món cá mú nha, cá mú chương tương cũng bánh tráng. Ở nay có M7 với Út ghé chơi nè. Bữa nay thiếu cậu 7 với Út 11 nè. Rồi bữa nay đi ăn cưới anh mới dỗ lỗ bữa cài đó. Cái này là bữa cài, bữa này bữa cài. Rồi bữa nay mời cả nhà mình cùng tham gia nha. Mẹ thích kho giấm á. Dạ, yeah, chắc ngon. Cá này tươi nè. Ừ, cá anh đi mới lên mà mua về nè. Còn cá này cá gì bự dưới mà? Con mú. Ở cảng này là nghe nói cảng này cá ngon nhiều là ở cảng này nè. Dạ. Yeah. Ừ. Còn này con mực. Bự ha. Ừ. Dẹp đi giờ mất đi công chuyện rồi. Dạ. Yeah. Chưa có ăn tối. Này anh bảo về tối đông đá là tới dạ ha. Ừ, về hồi nè. Anh nói vô nước đá nhiều để thương mà lên máy bay hả, nhiều tiền quá trút nước đá ra. Rồi sợ nước luôn. Dạ. Yeah. Đi nhanh về, mà. Về nhà trên anh quý hả, nó sắp bao nước đá của nó ủa. Nó một thùng bự lên. Dạ. Yeah. Vậy giờ cá này làm cái gì nó mà? Mẹ cũng chưa biết ăn nó sao nữa, giờ mẹ tính cứa ra làm hai. Dạ, cứa ra bảo quản không? Ờ, nó phải hai tập đi. Rồi, còn cá này chiều phải dám ăn quá. Đi ha. Dạ. Rồi dám đi. Ăn mua nhiều quá. Chua chua ngọt ngọt chắc ngon lắm. À. Con thích ăn cái này nhai cái đầu nó luôn, nó béo. Ừ. Mình có lỗ ít xích đó ha, mình hầm đó. Dạ. Tại vì cá nục á mà cá tươi á mới ngon, còn trước giờ tới chỗ mình nó không có tươi nữa. Tươi lắm. Còn con mực này làm gì đi cũng dẹp nó luôn đi. Dẹp luôn ha. Ừ. Để mẹ đi công chuyện đi rồi chiều mình giải quyết cái con này. Này mình lại được có mấy món ngon ha, cá nục tươi nè, một con mực lớn với một con cá mú ha. Cá mú này cũng to. Cá này mấy ký mà? Dạ. Chưa căng nè. 3,5 kg, 3,6 kg, 3,5 kg. Dạ. 3,5 kg. Dạ, dì Út ướp tỏi ớt hả Út? Ừ, Út tỏi ớt nè. Bự quá ha. Út gia vị vô xin. Dạ. Chút xíu rồi hấp. Này mình làm gì đó Út? Chân thương đó. Chân ha. Dạ. Ừ, chân thương ăn với nãy không nói ăn với bánh cuốn hay chè cuốn rồi. Ờ đã ha. À mình chưng bằng cái thau này luôn hả? Ừ, chắc bỏ ra sửng quá thôi. Sửng gì vậy? Tại trước con thấy mẹ chưng bằng cái thau mà cho vô cái sửng. Út cũng không biết cái đồ của mẹ chưng bằng gì nữa. Dạ. Yeah. Ướp đi chút xíu rồi mẹ vô mẹ lấy đồ mẹ lấy cái dụng cụ để chưng. À, bữa nay mình chưng tương này chắc giống chưng cá phi hôm bữa trước hả Dũng? Có gì khác không? Cá chẽm đó con. Cá chẽm, dạ. Cũng tương tự vậy đó sao? Thì nó vậy đó. Cá này ở đám cưới người ta hay hấp đãi đám cưới là sao? Dạ, cá mú hả? Cá mú. Đấy, người ta kêu bằng hấp hành hả vậy? Hấp hành. Dạ, cá mú hấp hành. Dạ. Giờ mình chiên cuốn. Này thịt nó nhiều quá, này cuốn bánh tráng đã. Dạ. Dạ. Tới 3 kg rưỡi anh. Mà chín đặt rau hả? Bữa nay trời nóng nực quá. Cái này cúp điện cả ngày luôn. Giờ mình phải ra sân mình ngồi, chịu không nổi. Bữa nay mấy ông thợ bên nhà chị cũng phải nghỉ nữa, không có điện. Có ngày chủ nhật cuối tuần mà cúp điện á, buồn quá. Bà bảy chạy về đây, ai về đây cũng cúp điện luôn. Biết có sáng về sân ca. Dạ. Ở sân ca chứ có cúp điện sân ca, nó có. Vợ chồng con cái cười quá trời. Nhà mình buồn lắm, lắm. Ủa, cúp ở cả huyện luôn hả mà mày? Tại vì có 7 đám cưới rồi. Dạ. Trời ơi, nãy con đi đám cưới nữa mà cúp điện nóng chịu không nổi. Máy phát điện chạy không đủ để quạt cho bà con luôn. Nóng lắm, mà chạy không nổi đâu. Dạ. Nó chỉ xài quạt rồi, ba cái máy nhạc rồi nữa mà kia. Cái máy phát điện á, cái ca sĩ hát không được vậy Út. Lo nó quýnh không nổi. Nó giống như điện nó chập chờn. Điện yếu quá. Bữa nay ca sĩ lên bị hát không hay, bị người ta bể xô. Cái này là tại do điện chứ không phải do ca sĩ. Tại khi mà điện mạnh á, nó hát âm thanh nó mới hay. Dạ, còn này giữa chừng cái nó ngạt ngạt. Giống như nó không đủ công suất các bạn. Nghe nó kỳ lắm. Dạ. Cái này sắp sao ta? Để từ giờ tới Tết chắc đám cưới nhiều quá ha. Nhiều lắm. Vô cũng đi đánh nhạc đám cưới rồi hả? Hôm nay vô mùa rồi ha. Tới mùa. Tới mùa. Dạ.
Chị Út đang chuẩn bị gia vị mà giờ mới chín phải về đây. Chín rồi. Giờ mang rồi. Mang lại ít cho ngoại. Cho ngoại muốn cá sống nhiều mà chín nấu canh hết. Dạ. Yeah. Bà ngoại thì thích ăn đầu. Cho ngoại nữa cái đầu. Đó. Này hết không đây? Đừng hết con này. Đó hết. Một miếng thịt nữa. Lấy dao cứa nó ra. Cứa cá. Cắt này ra phượt. Thôi cho hết cái này cho má đi. Cho hết cái lòng đi, dạ, rồi, cho ngoại đi. Ruột với gan. Dạ. Thêm cớ thịt nữa. Thịt dạ. Cắt lên. Con cái này nhỏ nhỏ gì. Nãy dì Út nó bự quá, sợ hấp không đủ, giờ lấy bớt nè, khỏe rồi. Vừa y luôn. Mời chính về, rồi về tranh thủ nấu cơm cho ngoại hả? Đi sáng giờ rồi. Dạ. Ngoài không ăn thịt. Ngoài ăn bụng, ngoài ăn đầu. À, cái bụng nó có mỡ mỡ. Đó, ngoài ăn thịt. Dạ. Con lấy này về nấu hót cho má. Chịu quá năm. Được. Dạ. Ăn có mình là ăn chứ hiểu rồi. Thì nhà ăn luôn. Giờ dì Út chuẩn bị xong đồ ướp rồi ha. Ướp mà ăn sức được. Rồi chín về hả? Về hả? Không có chơi vậy. Dạ. Về nấu cơm ra, vậy là lấy cái sự được đó ta. Về giờ đủ rồi đó. Nãy mẹ nói nhiều quá, à, không có đủ dư nồi. Tối ớt hầm. Cái này thịt quá trời ha. Giờ mình coi dĩa ướp nè, tỏi, ớt, hành phi hả? Hành phi nè, hành đỏ đó con. Dạ. Để con đâm vô chuông tỏi ớt xong. Dạ. Một ít ngũ vị hương thôi, ít thôi. Cho nó thơm thôi, nhiều quá nó không thơm, không nhiều quá cũng không được. Dạ. Ít thôi con. À, còn này hành phi là riêng. Hành phi, kéo vỏ miếng vô. Hồi nãy là hành sống nè, hành sống đâm. Tương hột. Tương hột xin. Yeah. Tương hột này đó ăn không với cơm cũng ngon không? Đó, có sống gì mình cũng thèm. Dạ. Yeah. Thách hai bạch thôn giúp. Con nhắm coi sao. Sợ mặn. Tương thì ngon mà nếu lấy chắc lấy hột chứ không có lấy nước. Mặn không ta? Mặn mình đâu có ướp muối vô đây đâu con. À mình không có muối vô trong cá. Như đây tương không nghĩ được á sao. Dạ. Hao phần bịch rưỡi thôi con ơi. Dạ. Lỡ mặn rồi mất công không ngon. Thấy tương hột này gấp mới ngon. Rồi. Hồi trước tương hột là mình làm cái gì đó, ăn cơm Út mình xào lại hả? Xào với xả. Xào xả xin. Dạ. Xào xả thì có khi ở trong nhà giúp á bà Tư á, bà mẹ. Yeah. Bà Tư làm mẹ của Quốc á. Yeah. Ăn chay á, dĩa có kho với đậu hũ. À, tương hột kho đậu hũ. Kho đậu hũ, với nước có dừa. Dạ. Dừa. Hạt nêm. Vậy là này nó tương hột mặn rồi mình chỉ là đường, hạt nêm ha. Nêm. Yeah. Đường. Đường dừa thêm kem. Dạ, có nó cũng ngọt á. À, tương cũng ngọt rồi. Tưởng đâu mà chính là chơi, bây giờ mà chính nó đi cả ngày rồi về phải nấu cơm cho ngoại. Rồi con mới nói thêm một hộp. Giờ cho qua cái son nhỏ mới vừa ở nồi hấp ha vậy. Ừ, lúc như đây nè con. Tại vì vô cái sửng mà cái sửng chắc không hết. Dạ. À, có mấy con ruồi nó bu quá. Ủa còn mấy cái nấm là mình cho vô sau hả Dục? Chân cho cá nó chín chín này đó. Gần dạ. Cá vậy là nấm mèo với củ hành với bún là cho vô sao? Dạ mình để trên mặt. Con hấp cá em. Dạ. Cháo. Dạ. Rồi. Thôi ít thôi để chút nữa mẹ nói mẹ kêu ít mà. Nước sôi chưa? Cái nồi này nồi hấp sôi lớn của mẹ nè, được 5 kg nếp nè. Rồi. Dễ luôn. Đẹp quá ha. Chân đi cá mà nhắm mình gần gần chín thì mình mới bỏ mấy cái la ghim đồ la ghim.
Sơn Hà quậy trống à. Anh ơi cúp điện nóng thật, Sơn Hà cũng quậy. Dốt còn muốn quậy đi. Trời ơi. Nóng quá trời nóng. Nóng chưa? Của nghiệp em đó. Sao vậy? Nóng bực á hả em? Sơn Hà quậy á hả? Ừ, tội nghiệp. Mình còn chịu không nổi mà. Sơn Hà ơi. Rồi, cái mặt ngầu cỡ nào? Ngầu quá. Mặt khó chịu. Nóng quá chịu không nổi. Trời ơi vậy. Bữa nay mình lại ăn cơm sớm. Bình thường á, ở dưới quê mình ăn cơm tối là cơm chiều là 5 giờ phải không? Còn nhà con thì ăn từ 7 8 giờ tối mà. Thì ai cũng bận rộn, mà bữa nay cúp điện thì ăn 3 giờ chiều, 3 rưỡi chiều. Tối nay không biết kiếm gì ăn 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 đêm á. Tối nay ăn đêm. Dạ. Cúp điện mà tuần lễ chừng 5 ngày là nó bốn bên kiếm chưa vô. Ngày ăn mấy cử? Hồi đám hỏi là 40 kg, đám cưới còn 38 kg. Ủa sao giảm ký? Mà không có rau đâu có làm dâu đâu, rau mới cho xíu, kéo dài mà đi lên thành phố. 38 kg chắc nhỏ xíu ta. Nhỏ xíu eo chút xíu nha. Không, ở những cái màu đỏ, đám hỏi với màu xanh. Màu đỏ, rồi bây giờ ốm quá làm sao. Màu đó chì lắm, ra lên thành phố, trận đạo có 2 cái sầu. Đó già á, đứng mà đó mà đó. Nó gan lắm, chơi mèo, chơi dâu trên ốm quá mà nó xấu quá sao? Vậy hả? Vậy là cái nguyên nhân là. Nguyên nhân là ốm quá hả? Mặt sơ rê giúp dâu khác người ta. Tại đầu tiên ở Trà Kinh nào cũng là vải là người mặt sơ rê. Dạ. Ở quê mình là cô dâu phải mặc áo dài. Tự nhiên mở vải mặt sơ rê trắng. Sơ rê trắng rớt xuống đò. Bây giờ còn mấy cái hình nó dễ thương thấy ghê luôn á. Đò đi đò. Vậy là vậy đó hả, khác người là dầu tay ốm quá. Ốm quá, sơ rê nó dễ coi. Chứ không phải dòng eo như Ngọc Trinh hả? Chút xíu nè, có 38 kg con nghĩ đây. Mà mai ở dưới sợ xấu, mai đây sợ xấu phải đi lên thành phố đặt những kiểu là mai. Đem nhiều chậu cả chút xíu à, làm sao? Cái đó còn mượn về nhất định. Mặc sơ rê mà ham mặc sơ rê đó, thấy cô vô mặc sơ rê nước ngoài mà ham dữ lắm. Đà mà bảy đó là nổi nhất rồi. Đầu tiên đó mặc sơ rê. Xuống ghè, xuống ghè mặc sơ rê luôn hả? Xuống đò. Bây giờ cái phim hình như nó chưa có phim có hình đâu mà. Dạ. Yeah. Dễ thương quá, đứng đi ghè, đứng ghè chứ. Xíu à. Vậy là đi ra chợ rồi xuống bánh ghe rồi chạy qua bánh đò cậu ngó. Đúng rồi, bánh đò sau là nhà mình. Dạ. Chỗ nhận. Dạ. Đi mấy chiếc ghe mà mày? Một chiếc hả? Dạ, tưởng đâu. Một chiếc hả? Là mẹ bao. Dạ. Chiếc nhà thằng trai bao. Dạ. Con đò đi. Hồi xưa đâu có xe, đâu có đường dạ. Xe. Dạ. Hồi xưa làm bao nhiêu mâm mày mày? Hồi đó làm có 16 mâm à. Bên này dạ. 16 mâm mà rần rần vui dữ lắm. đang rần rần vui tại giờ đó là chưa có điện, có mấy đèn. Dạ. Chuẩn bị ca, giới thiệu ca rồi 1-2 người rồi. Ê, máy đèn nó quá tải làm cái bộp. Rồi, hết ca không? Hết ca thôi. Chứ giới thiệu rồi hết ca thôi. Chứ còn bắt đầu máy đèn cắt ngưng dàn máy rồi bắt đầu đèn cháy lại. Mà 16 mâm đó là lớn dữ lắm luôn á. Còn giờ mấy chục mâm bằng mấy chục mâm giờ. Mà đám cưới giữa ba, ốc nhớ có 10 mâm hả? À? Dạ. Hồi đó mình làm ít quá à. Chứ phải chưa giờ thôi. Ngoại làm đám cưới giữa ba sẽ có 10 mâm vậy ta. 10 mâm là trong dùng. Với lại xưa làm ăn khó khăn, tổ chức tiệc tùng đâu có nổi. Dạ. 16 năm là dữ. Nên là lúc đó ai mà được mời đám cưới là chắc phải vui lắm, tại lâu lắm mới được đi đám cưới một lần. Ít có đám dạ. Cưới mà được mời, mình, dạ. Mình là mình là khách mời á, là dạ. Hiếm dữ lắm. Bởi vậy người lần đầu tiên mà bãi được mình cứ bãi được. Vậy đúng là như Khanh Lâm nôn nào tháng luôn á. Đã đám cưới mình nôn nào hả? Chưa có biết đi đám cưới lần nào, đám cưới đi rước dâu nữa. Dạ. Nhớ là đó nó xíu mặc áo dài vàng nó dễ cưng và còn mấy tấm hình á, rồi ôm hồi đó rất dâu hoa huệ phải trắng dài dài người ta huệ thì ta ôm bằng hai tay đưa lên, còn mình ôm như cô dâu vậy, cái hình như ôm như cô dâu ôm như cô qua chứ không phải là mình đi rước mà đưa hai tay lên ôm trên này đưa xuống như cô dâu đó. Sau này mà mới biết chứ nó không biết nha, mình đi rước dâu đâu phải một cô dâu đó. Nhớ vui ghê. Hồi xưa nhớ đi đám cưới là đi cũng vui lắm, mỗi người một cây dù,
mà đi băng đồng băng rẫy đi chứ đâu có đường như giờ. Dạ. Thành ra vui lắm. Giờ đó, mình cứ cần mình dọn cho thiệt là đẹp, tưởng sao đưa mình lên xe cái không ai thấy mình đẹp. Mà đó đi bộ cũng mấy cây số ha, đi sao nổi ta. Dạ. Ủa dữ vậy hả? 5 cây số không? 3 hả? 3 cây máy còn 4 cây. Dạ. Rồi lúc đó Dũng nhớ Dũng thí á, là Dũng 12 á, đeo vài câu gót, đi nửa chừng thôi phòng cái gót máu chảy. Sao lắm. Dạ. Rằng mình đâu phải đường. Đâu phải đi đường này, đi đường ruộng không ạ? À? Dạ. Rồi đi cái đường đồng rồi lên xuống mà trời ơi, em nhớ máu gót chảy không phải đi đi vô Dũng hơn. Ha, à, ca đưa không có đi nè. Có sân cao thì sao? Bộ. Dạ. Dạ. Đi đám cưới đó. Yeah. Phải đi à. Đi đám cưới buổi chiều chứ còn sáng yeah. Có. Hồi đó vui lắm luôn nha, lắm mình cắt lên nữa. Có đồ. qua cái đoạn trường đó phải không? Nó chín giờ nó lửa cháy nãy giờ cũng lòng. Nó giải xong vô hả, nó mềm mềm cái tay. Là đó, sao? Chín rồi đó. Tại đụng xương rồi. Giúp nghe khựng khựng. Đụng xương thì nó phải khựng chứ. Nè, đây nè, cái miếng này xăm thẳng qua nè. Đó. Chưa con. Chưa hả? Chưa xong hả? Chưa chín. Tại nó dày lắm, xương căng chút xíu nữa không cao như vậy. Giúp nó chín rồi mới cho rau vô để nó rụt. Gì đó. Nóng nực quá hả? Nhìn nè. Ai mà lão quắc vậy không biết. Cười cười cười. Ừ, cười. Ai mà lão quắc vậy ta? Cười đi cười đi. Nói chuyện hơi đó. Nay kêu viết rồi mà bảy. Nóng ha. Vậy mà hồi xưa mấy đứa nhỏ mà mình phải nằm trong phòng ủ nó tội nghiệp dữ hả mà bảy? Cưng bà bãi bồng đó nửa tiếng hồ luôn á, bồng ngủ ngon á, cưng lắm. Nay đi có hai tuần thấy nó về thấy nó già đòn ra, đó bà bãi đi như hai tuần nè, lạ lắm. Còn bảo tính tỉnh lạ nữa, tính tỉnh cưng ghê luôn á, nó có nhìn mau lạ, đó nhìn coi, cái miệng nó kia, cười đi cười đi. Mẹ cho nè. Phải không? Đó nhìn đó. Ừ. Cái này lấy cái đồ lắc lắc được rồi, biết nhìn theo rồi. Có cái đồ lắc lắc á. Mẹ có đồ chơi mà. Có đồ chơi lắc lắc nên nó biết nhìn theo rồi đó. Chơi mà, đó đồ chơi à. Thôi bố. Bố xin hàng. Bố xin hàng lớn, xin hàng lấy chơi hết. Mẹ bán gì lấy khui ra hết đó. Bố cái quầy mà làm xong rồi bắt đầu chạy lên lúc mà bé mất đi đập 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 ha, sắp còn ra hết. Rồi chừng 5-2 năm đó. Mẹ ơi bắn tàu, mẹ ơi bắn tàu. Vậy đó hề. Là biết nấu rồi, mẹ ơi bắn tàu. Đó. Đó. Cái áo đó nóng quá mà. Có cái quạt giấy. Được quá ha. Hình như nó cũng chịu mẹ nó hơn, nó ai nữa. Yeah. Sang qua mẹ nó cái nó nín à, nó hay ẩm mà la âm sùm luôn. Hay có khi nào ẩm mà ngắt nhỏ không? Giống như mẹ kế, mẹ ghẻ vậy đó. Có nhéo không? Nhéo đặng đặng đấy, à, nó không chịu rồi thôi trả nè. Gọi ẩm. Nó xấu của cô hai không à. Trời ơi, má hai ẩm vô đã rồi, nói xấu nữa. Nó xấu của hai không à. Con mà hả không chịu bà nội là hả cho mẹ con hả thành tàu lá luôn nghe. Ừ, thành tàu lá luôn nghe. Nghe. Tàu lá luôn nghe. Chân lắm à. Ừ, bữa nào mình đi chợ không có quạt á, mấy cái quạt màu giấy bằng quạt kìa bên kia kìa. Có không quạt? Để là vậy cho bên chị. À, đó đó. Dạ vậy nè, lấy cái nón lá quạt. Đâu nè, mà bãi kìa. Nè, cái gốc son nó mát là chị, gốc son nè. Dạ. Dạ, thấy rồi. Gốc son nè. Lúc anh mới sợ hạt sợ tắt. Con chó con vậy. Là cái đứt đẹp đứt bây giờ.
hay quá. Con thơ giải rồi nói. Trời ơi con kìa. Rồi bà kêu mới sáng kìa. Giải nó phép luôn rồi. Trời đất cho con. Con nội lập sống cát nữa. Trời ơi chán luôn. Luôn à. Nó thấy lật ngửa thì hồng khóc á thì lật úp, bạn nó chịu úp á, còn khóc thì lật ngửa, mà lật ngửa còn khóc thì lật úp. Lật lật lại như là lật bên trái. Bữa đi lên bệnh viện khám một tháng đi khám lại sức khỏe, cái chú kia giữ nó còn cái chú cái bà vợ đi khám, cái nó khóc đến điện vợ nó, cái vợ nó giờ em vô khám rồi, cái nó chết mờ giờ nó khóc đâu. Từng lật úp đây, lật úp mà nó còn khóc thì lật ngửa, mà lật ngửa nó còn khóc lật úp. Chứ giờ nó khóc thì làm sao giờ? Làm sao đúng thế? Mới con khóc à? Đâu có vú nữa cho bố. Trời ơi, trời trời chết rồi, giờ làm sao đấy? Nó khóc không? Lật úp. Lật úp nó còn khóc không? Lật ngửa. À, lật ngửa ra, phải không? Ngửa ra, khóc. Lật úp. Hôm nay nó muốn lật cơ mà bậy, nó ẹo ẹo nó nằm bên. Người kia cỡ hình sơn nha, trời chết rồi, chết rồi. À, vô tới giờ cám rồi giờ nó khóc không? Khóc lật ngửa. Đó. Ôi, trời ơi. Lật ngửa nè, lật ngửa, lật ngửa nè. À, thấy không khóc nữa không? Lật như trời bánh tráng à. Cái đầu sao tròn dữ người ta. Tròn là tóc. Hồi đó hơi tóc sạch à, chỗ này nó sạch à, không có tóc. Sao này lớn nhiều quá chứ. Hết vậy rồi hả? Làm em à? Chị Tâm nó cái mùa cái bơi xà bông cái nó trừng lỡn á. Chị nói im. Làm lát nó lọt cái bạch thấy bà. Trừng lỉnh, trừng lãng. Im. Cứ ngoài giọt giọt con, giọt giọt là rất đắt cái thụi á. Thấy cái miệng lại nè. Thơm mùi tương quá. Dạ. Giờ Dúc cho rau vô ha. Đúng rồi, cho rau, cho nấm mèo vô. Rồi này nước dừa nè, nước cốt dừa nè, béo mồ luôn. Nhà rất nấm lên. Ừ. Chứ nấm mèo chút ăn ngon lắm đó. Dạ. Cao. Ở bún này có cần luộc không? Hay là để thẳng vậy luôn? Không, có ngâm nãy. Ngâm nước rồi hả? Chút xin nó mềm, nó dịu dịu rồi nè. Dạ. Rồi bỏ vô đây cái mình tưới cái nước dừa của cá lên. Là nãy mình ngâm nước sôi nữa hả? Ngâm nước lạnh, rửa nước lạnh thôi mà. Rửa nước lạnh phải à? Vậy chứ vô cái nó mềm lại liền. À, chút nó có hơi nước lên, thấm rồi. Còn phộng luôn không ta? Dạ. Còn phộng luôn không? Dạ, chút xíu mình bỏ chị. Rồi, củ hành trắng. Ớt bỏ vô luôn. Bỏ vô luôn liền hả nó? Ừ, dạ. Rồi, bên này có một sửng rất là lớn. Hồi nãy mà thêm cái phần kia mà hấp chung chắc nó càng luôn á, nhiều lắm. À, ngon rồi. Mắt ha. Con bỏ đậu phộng vô. Bỏ đi anh. Bỏ phần nữa. Cho hộp kêu luôn không? Vậy là xong hết rồi ha, đủ món rồi ha. Đợi, đậy nắp lại xíu. Rồi nó chín lại rồi đem xuống mình cuốn đó. Nhiều quá trời luôn nè. Dạ quá chừng. À, mẹ thì chuẩn bị xong mắm nêm rồi, mẹ pha mắm nêm với rau sống xong ha, bún cũng luộc rồi. Rồi bắt xuống cho vô chiếu luôn được. Dạ. Thọt thao luôn, bún nở ra nè. Bún này chấm với cái nước này ăn cũng ngon lắm. Bà Bảy gọi kiếm cô Bảy hả? Món ngon quá mà cô Bảy đâu mất tiêu rồi. Rồi xong rồi chị, cơm chiều chị ơi. Cái này nó bự quá. Chị lấy dĩa cúng bà hả? Ừ, đem vô cúng bà đó con. Rồi xong rồi chị ra ăn luôn chị. Cái mẹ xong rồi, mẹ xong cắt. Dạ, chúc anh đẹp chị. Nước cốt không ạ? Đợi ếch đây, ai muốn ăn thì bỏ vô.
cái thớt kia cay này, thớt này. Dạ. Dạ thường làm trước ha. Anh An có xài món cuốn này không? Chuẩn bị cuốn không thưa? Không ăn. Dạ. Món dạ. Này là con ti vô. Xíu thì mắc coi chừng Sơn Hà rồi hả? Ti ti vô. Mà bảy không mà bảy. Rồi. Mà bảy nãy giờ gọi cậu bảy không được là hơi buồn rồi ha. Coi chứ biết hết rồi. Gọi cậu bảy là gọi không biết thôi, không ai bắt máy, ba cái điện thoại bắt máy. Để nóng quá chị là bỏ nhà tên xuống vậy đó. Không ai chịu, không ai chịu nghe điện thoại đó. Món ngon tới rồi, chín rồi mà gọi không được hả? Dạ. Rồi mời cả nhà mình thưởng thức nghe. À, dĩa út 11 cũng không ghé luôn. Rồi ha. Sao không ngồi đây con? Cho bà út ăn gì? Thôi được rồi, để em cuốn, em tự cuốn chị. Sao không biết cuốn không con? Chị ba thường biết cuốn mà. Thử coi cá này nó ngon hơn cá lóc không? À, hồi trước là mình hấp là cá chẽm hả mẹ? Cá chẽm, cá phi. Cá này là cá mú ha. Bữa nay mình có món cá mú hấp chiên tương. Cá mú chiên tương cuốn bánh tráng mắm nêm ha. Này anh Bảo mua ở miền Trung không à? Ờ, nó đi Nha Trang hả? Dạ, ngoài ông ngoại. Ừ. Rồi mẹ, anh Bảo gửi về cho mẹ mấy con cá cánh nục mà nó tươi ngon sợ luôn. Xấu vậy. Trời ơi, anh đi ăn cuốn nè. Hồi nãy mày chín tiểu mẹ hả? Chị bưng cánh nục ra đi chị. Cái mẹ nó hết. Nó nhìn mẹ mình nó hết rồi. Hôm qua ăn gì mà giỏi dữ vậy. Ngon quá mà. Con cá nục đó mà mẹ nấu nó xương nó nhỏ mềm đó. Mềm. Nấu được ngon luôn. Ăn gì mà giỏi dữ vậy. Dạ. Đúng vậy thưa. Ủa vậy là hồi sáng hôm qua ăn rồi sáng hai ăn. Sáng ăn bánh mì. Ngon ha. Như cá hộp cũng. Dạ, ừ như cá hộp vậy Út. Cá tươi ngọt thịt thấy sợ luôn. Mà cá đó rất là rẻ tiền mà cá tươi thì ngon lắm. Dạ. Cá mà tới đây thì nó dở hết rồi. Cá vừa lên luôn. Có khách hay gì anh em? Dạ. Hồi tối con ăn không quá chừng mà. Đây mẹ cũng coi nhạt nhạt á, ăn ngon. Còn bao nhiêu trong tủ mẹ? Vậy hôm nào mình quay lại cái món đó ha. Món đó là gì, hấp giấm hả mà? Kho giấm. À, tại hôm bữa rồi em bận quá không có kịp quay cho cả nhà mình xem cá nục kho giấm. Mẹ kho ngon lắm. Cái đó ăn cơm cũng ngon mà ăn với bánh mì ngon. Ăn không hết sáng không lành luôn. Cái mà chính nãy kêu bưng ra nè, em không nghĩ tốt cốt dừa. Nếu mình hấp á là không có nước cốt dừa là hấp. Còn mình chim tương á là có nước cốt dừa. Vậy là bà bảy lần đầu ăn chưng có nước cốt dừa ha. Đúng rồi, đúng rồi. Sao bà bảy? Bé ăn. Ừ. Mua không mà không có ra nổi luôn á. Nãy giờ buồn là ngon quá mà không có cậu bảy. Con cuốn đã không? Nãy giờ nói ủa sao cá nhiều quá mà bảy buồn vậy ta. Ai giờ đi không được cậu bảy. Ai giờ đi không được. À, hôm nay cả nhà mình ăn món cá mú chiên tương ha, cuốn bánh tráng, ăn món nem với cùng cả nhà mình. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo ngày mai. Do bữa nay cúp điện nên là rất là nóng nực. Để cả nhà phải ra đây ngồi. Nên là hơi hầm hừ xíu. Rồi chứ này phải có cái quạt nữa là ngon hết sảy luôn. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn Sơn Hùng.